Ông còn là một sĩ quan cao cấp trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày trước. Đó là nhạc sĩ Anh Việt. Chúng tôi xin kính mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm nổi tiếng của ông được viết năm 1946. Nhạc phẩm mang tên Bến Cũ sẽ do tiếng hát của anh Đào Văn Sách trình bày. Thank you.